Hello everybody, welcome to my channel. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần về phần mở rộng từ vựng về chủ đề về các cái loài động vật, các cái loài thú cưng. Ba nội dung ngày hôm nay của mình gồm có collective nouns of animals, part of animal body, sound of animal. Như vậy phần đầu tiên là các cái danh từ tập hợp của các cái loài động vật. Phần thứ hai đó là phần các bộ phận trên cơ thể của chúng, và phần thứ ba là các cái âm thanh, cũng như phần bài tập luyện tập thêm. The first one, collective nouns of animal. Phần đầu tiên là các cái danh từ chỉ tập hợp. A herd of. A herd of tức là bầy, mà chỉ về bầy gia súc hoặc bầy voi. Cattle or elephant. A herd of cattle. A herd of elephants. A school of, một cái đàn cá, thì ta sử dụng là a school of fish. A pride of lions, một cái bầy sư tử. A pack of wolves, một đàn sói. A pod of, một cái đàn cá voi. A pod of waves. A flock of sheep, một bầy cừu. A colony of frogs, một bầy ếch. Now you look at the picture and remember, here's a swarm of bees, một tổ ong ha. A swarm of bees, một bầy ong. Một bầy ếch thì ta sẽ nói là a colony of frogs, a colony of frogs. Tiếp theo, một bầy gia súc, a herd of cattle, a herd of cattle. Một bầy voi, a herd of elephants, a herd of elephants. Đây là một cái bầy bão. A coalition of cheetahs, a coalition of cheetah. Coalition có nghĩa là liên minh, a coalition. Tiếp theo ta có một cái bầy sư tử, a pride of lions, a pride of lions. Một bầy nhện, a cluster of spiders, a cluster of spiders. Một đàn cá voi, a pod of waves, a pod of waves. Now you look at the picture. First one, ở đây mình sẽ có đây là cái mõm chó, thì ta sẽ nói là tiếng Anh nói là snout, snout, snout. Tiếp theo đây là mõm của con chim, thì ta sử dụng là từ beak, beak. Và đây là chi của con chó, thì mình sử dụng là từ paws, paws. Và cái móng thì ta sử dụng từ claws, claws. Snout, beak, paws, claws. Now number 3, sound animals. You watch the video, hear the sounds. What animals are there? Mình sẽ nghe và xem thử có những cái loài vật nào và âm thanh của các cái loài vật xuất hiện ở trong video. Ok. Như vậy là có a cow, a horse and a wolf. Ok, moo, bon nó sẽ kêu là moo. Người là ni, ni. Và tiếng của con sói, how did it make sound? Howls, howls. Con sói nó sẽ hú ha. Bài tập thứ hai, bài tập tiếp theo cho phần sounds of animals. Ở đây mình sẽ có 15 loài động vật. Bee, con ong, goof, con chó sói, cow, con bò cái, hen, gà mái, lions, sư tử, donkey, là lừa, dog, mouse, duck, horse, frog, cat, sheep,
snake, elephant, wolf. Và bên cột này mình sẽ có là tiếng kêu wolf, box, grouse, snails. Có thể nói là sủa ha, wolf, nghe rắn. Như vậy mình dùng cho từ dog. Number 2, bliss, bass. Tiếng của dê ha, ba ba bless it, have you any wool? Yes sir. Okay, như vậy hop ribbit, hop nhảy, bussy kêu vo ve, bray, gloss, trumpets, hiss. Âm thanh của một loài rắn, meows, purrs, kêu meo meo ấy, howls, moos, tiếng kêu của bò, roars, gầm rú, squeak, tiếng thẻ, cứ chít chít, quack, meek. Now let's check number 2, goof, như vậy mình sẽ nói với howls. Number 3, number 3, cow is a moo. Okay, L. And 4, hen is a clux. Gà cục ha. Lions. Sư tử is a roar. M. Number 6, donkey is a bray, lừa. 7, dog. A, goof. Nó chó, nó sủa ha. Mouse, squeak, chuột thì nó kêu chít chít. Duck is a quack. 10, horse is a knee. Frog is a sea hop. Cat is a meow or purrs. Sheep is a bliss or bass. Snake is a hisses. Elephant is trumpets. Now we move on number exercise 4. Pet animals. Look at the 5 sentence. A cattle graze gầm cỏ trên đồng cỏ, trên đồng cỏ phi nhiều màu mỡ. Như vậy ta sử dụng với đàn gia súc horse. Câu số 2. Gia súc và gà thì là loài vật nuôi ha. Như vậy ta sử dụng domesticated. Tiger head very sharp. Ngay đến sharp thì mình sử dụng với claws. The lion is con sư tử cái, năm đời mồi, như vậy ta sử dụng từ prey. When he was exploring the forest, he was bitten by. Khi anh ấy đang khám phá khu rừng, anh ấy bị cắn bởi một con rắn, a snake. Ta tiếp tục câu số 6. High in the sky, a bird. Cao phía trên bầu trời, một cái bầy chim đang bay về hướng nam. Như vậy ta có bầy chim sẽ là a flock. Câu số 7. The horses have returned to theirs. Ngựa phải trở về sau cuộc đi bộ vào buổi sáng ha. Câu số 7, the horses, như vậy chuồng ngựa sẽ là từ stables. Câu số 8, the magpie, động từ peck là gõ. Peck hard at the ground with its
Như vậy Barbie là con chim thì ta có từ pick mỏ chim để lấy các cái con sâu. Câu số 9, a great of bees. Từ chỉ tập hợp y với bees chỉ có thể là từ swarm. Một cái bầy ong đang làm tổ ở trên cây táo suốt cơn bão. Câu số 10, most animal in captivity have to be fed and at least twice a day. Ta có động từ feed, fed, fed cho ăn thì cho uống sẽ là drink. Câu số 11, be careful there's a wasp nest. Đúng, hãy cẩn thận có một cái tổ ong, đừng có quấy rầy chúng. Disturb, disturb. Câu số 12, the zoo attendant opened the cage. Người trông coi sở thú mở cái lồng và cố gắng. Như vậy ta có từ dụ dỗ thì ta sẽ giống coax, cố gắng lừa nó vào ha. Câu số 13, the deer in the national park are so accustomed to be fed by visitors that they are quite. Con nai trong vườn quốc gia quá quen với việc được cho ăn bởi du khách đến mức chúng là loài mà đã được thuần chủng. Câu số 14. Many people think it's wrong to put animals behind rails. Như vậy câu số 14 ta sử dụng behind bars ở phía sau song sắt. Nhốt cái loài vật ở sau song sắt là sai. Nhiều người nghĩ như thế. Câu số 15. The noise of my footsteps. Tiếng ồn, tiếng bước chân làm giật mình con nai và nó bỏ chạy. Startles. Câu 16, why ducks always fly in V shape? Vịt trời luôn bay theo hình chữ V. Câu 17, bọn trẻ dễ dàng học cách phân biệt loài voi với những loài khác. Because of their long trunks. Trunks, cái voi của chúng, voi dài của chúng. Câu 19, the color bells consist more entirely eucalyptus leaves and shoot. Thức ăn của loài này gồm có cả cái loài măng ha, và là trúc. Lá cây thì là. Như vậy mình có chữ diet. Câu 20, crocodiles and alligators are cá sấu và cả cái loài bò sát đó là reptiles. Loài bò sát. Crustacean. Crustacean, loài tôm cua giáp xác. Câu 21. Only after buying the cottage did we discover that it was infested. Bị quậy phá. Chỉ sau khi mua cái căn nhà đó, chúng tôi mới phát hiện nó bị tàn phá. Ok. Câu 22. A hatches from an egg laid by butterfly or mouse. Một cái gì đó mình nở từ một quả trứng được đặt bởi con bướm hay là con sâu bướm. Như vậy ta gọi là a caterpillar. We could hear the hens in the farm yard. Chattering, tiếng của khỉ, chirping, chim chip, clucking, tiếng lách cách của quạ, cluck, tiếng cục cục. Như vậy ta sử dụng là từ clucking, cục cục. Câu 24, as he walked through the fields, he heard sheep, sheep. Như vậy là con cừu thì ta sử dụng từ bleating, bleating. Khi chúng tôi đi bộ qua cánh đồng, chúng tôi nghe thấy tiếng dê kêu, cừu kêu, sorry, cừu kêu. Câu 25, the snake, con rắn, smoothly the long grass. Như vậy ta sử dụng động từ
Đồng tứ. Bò qua. Ok. Câu 26. Trân khi pray loudly on through này. Lứa. Lứa kêu lớn suốt cả đêm. Câu 27. Many insects chirp at crops and arms. Use stairs to touch objects. Như vậy ta gọi là tứ an Anthony. Như là râu ha. Câu 28. Goose squirrel. Cho sỏi thì lá. Hauling more food in the nearby raw forest. Hauling. Rồi phần bài tập cuối cùng. Complete the sentence animal sounds. The horse whenever he see us coming. The horse knees. The cat when you play with her. The cat purrs. The cow says. The cow says moo. Moo when she's hungry. Bò kêu moo khi nào đói. The duck quacked in the pond saying, quack quack. The king of the jungle, the lion, made an enormous roar. Okay. So that is the end of the video. Thanks for watching. Hope it's useful. If you like, please subscribe. Thank you so much. Bye bye.